Rồi xin chào anh em ha. Thì đây là chiếc Vision 53 hôm qua nha mọi người. Rồi bây giờ mình trả về ban của ngày hôm qua cho mọi người coi là nó có hiện tượng là như vậy nha. Là mình đã trả về ECM và CKB cũ nha. Rồi đề máy nổ giùm anh đi. Đứng vậy bóp thắng đề máy. Đó là lửa lúc có. Rồi bây giờ là mắc lửa nè mọi người. Đây. Này mắc lửa nè mọi người. Rồi đây. Không có lửa rồi. Tắt khóa bật khóa lại. Rồi bật khóa lại. Rồi đây. Đó mọi người thấy ha. Đó nó đờn. Rồi bây giờ là mắc lửa rồi. Đây máy giùm anh nè. Rồi mắc lửa nha mọi người. Rồi tắt khóa bật khóa. Bật khóa. Đây. Đó. Nấu không ngọt rồi mắc lửa nha mọi người. Đầy tiếp đây. Đầy tiếp đừng tắt khóa. Đó. Muốn có lửa là phải tắt khóa bật lại mới có lửa nha mọi người. Rồi tắt khóa bật lại. Bật lại. Đây. Đó. Nấu 3 giây là tắt nè mọi người. Đó, cái này giờ mình hôm qua nó bị nhiễu dữ lắm. Đó. Rồi tắt. Rồi đề coi có lửa không. Rồi mắc lửa nha mọi người. Rồi đây là mình trả lại ban nha. Thì đưa anh cái bộ CKB trên kia coi. Đó, đây là mình trả lại ban ha. Đây là xe này là đã thay là khoảng 4 cục này nha mọi người. 3-4 cục rồi nha. Cứ thay vô là chết. Thì ngày hôm qua là mình đã làm lại là xe đã nổ ngọt ngào ha. Bây giờ mình trả ban về cho anh em xem là nó có hiện trạng gì ha. Là xe này á nổ lên á là ngày hôm qua là bị thứ nhất là bị rò dòng điện nha. Rò dòng điện. Còn lý do vì sao nó rò thì cái đó mình tính sau ha. Đó rồi khi mà bị rò như vậy á thì nó có hiện trạng là phá CKB chết liên tục nha mọi người. Đó chết liên tục. Thì ngày hôm qua mình đã gắn một bộ CKB của mình vô, mình đã làm lại ok hết rồi là không có bị ha. Bây giờ là nó tại test cho anh em xem là xe nó em cho mình trả về ban như ngày hôm qua nha. Đó, mình trả về ban như ngày hôm qua. Xe này thì thay cũng giả mang lắm. Rồi test lại một cái nữa thì để cho anh em xem là nó bị cái gì ha. Khoan. Đây mọi người xem ha. Đây mình lấy rồi bật khóa lên đề nữa rồi. Đó, có lửa nha mọi người. Bây giờ thì nó được dài hơn là ngày hôm qua là 3 giây. Rồi bây giờ thì khoảng lên là tầm khoảng 7 đến 8 giây là tắt máy mắc lửa nha. Rồi bây giờ đừng tắt chìa khóa, để về đề luôn. Rồi khi mà nó mắc lửa rồi là không bao giờ có lửa nha mọi người. Muốn có lửa là phải tắt chìa khóa bật lại mới có lửa nha mọi người. Rồi tắt khóa bật lại. Bật lại, đây. Đó mọi người thấy ha. Rồi thôi mình quay tới đây ha. Tại vì mình muốn trả ban về cho anh em xem là xe nó có hiện trạng gì đó. Rồi bây giờ mình gắn này vô luôn à mọi người thấy nè. Rồi mình gắn này vô luôn ha. Rồi để mình cho mọi người xem là nó như thế nào ha. Chút nữa em đi Bình Dương lấy đồ nè. Chút nữa đi Bình Dương lấy đầu xe cho anh tí. Rồi coi cái rảnh là chạy lên em coi mấy cái đĩa đó lại. Dạ. Chiều chạy lên. Rồi. Vậy ha, bạn ha. Cảm ơn nha. Rồi bye. Rồi. Anh tí lấy tiền chưa? Anh tí anh đưa chút mấy triệu rồi. Rồi chào anh ha. Rồi sáng sớm mà ship lên trả tiền. Rồi này để đây đi. Rồi mình đã gắn cái này vô ha mọi người ha. Mình gắn cái này vô rồi bây giờ mình sẽ test lại cho anh em xem nè. Rồi đề máy nổ ha. Đề không bao giờ nổ nha mọi người. Đề không bao giờ nổ nha. Rồi muốn nổ máy tắt khóa bật lại. Rồi đề cái nổ dùng 8 giây tắt máy. Đó nó đờn rồi mọi người. Rồi 8 giây tắt máy nha. Đây là mình trả ban này ngày hôm qua nha. Rồi khi tắt máy là mất lửa nha mọi người. Tắt máy là không bao giờ có lửa. Rồi muốn có lửa thì tắt chìa khóa bật lại. Đó. Bệnh này cũng nan y nha mọi người. Rồi tắt máy. Mất lửa.
Rồi muốn có lửa lại tắt quá, bật quá, đổ lại bình thường. Đó, nè mẹ ca lăn cá chết nè. Nha. Rồi mất lửa luôn rồi đó. Rồi nè ca chết nè. Nẹt từ từ gì cũng chết hết. Rồi mất lửa rồi. Rồi nổ máy đây. À, quặng ga lên chết, quặng ga lên chết nha mọi người. Trả ban lại nha mọi người, ban này là ban ngày hôm qua nha. Ban ngày hôm qua, mà ban ngày hôm qua là chết CKB, nhưng mà mình đã làm lại hết chết CKB rồi. Đó. Rồi thôi, mình chào tất cả anh em ha.